Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Kiến Minh cõng trên lưng cô gái đáng yêu của mình, anh thòng dòng bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Vẫn là con đường đó, lối nhỏ người xưa, nhưng bây giờ đây sẽ là một bắt đầu mới dành cho cả hai người tia nắng sáng sớm ấm áp khẽ xuyên qua rèm cửa dọi vào khuôn mặt thanh tú đang yên giấc trên chiếc giường ngủ rộng lớn làn da trắng sáng mịn màng như tuyết cùng với đôi môi mỏng tự nhiên như đang mỉm cười trong nét ngủ bình yên vô tư không gian lạ lẫm thế nhưng mà vẫn có chút quen mắt hiểu linh chớp chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng rồi đỏ mắt nhìn xung quanh cô nhíu mày suy tư một chút rồi như nhớ ra gì đó Cô hoảng hốt bật người ngồi dậy như chiếc lò xo. Vén chăn nhìn xuống cơ thể của mình vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa trở về với nét mặt bình ổn chưa được bao lâu thì Hiểu Linh lại chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng tìm điện thoại. Khi mà trông thấy nó đang được đặt ngay trên tủ đầu giường, cô nhanh chóng cầm lên. Con số 7 giờ 30 hiện ra ngay trước mắt khiến cho cô một lần nữa hoảng hốt. Lại muộn rồi, Hiểu Linh ơi là Hiểu Linh Mày chán ước mơ vĩ đại của mày rồi Có đúng không Tại sao lần nào cũng dậy muộn thế này chứ Cô cuống cuồng nhảy xuống Khỏi chiếc giường êm ấm Rồi ráo rác tìm túi sách giày dép Thế nhưng cái miệng nhỏ thì không ngừng cằn nhằn Chính bản thân mình Cho đến khi mà tìm được hết những vật dụng Mang theo bên người Một bên ôm túi sách cầm điện thoại trong tay Còn không thèm mang giày luôn Mà cô vội vàng sách ra bên ngoài Cánh cửa vừa mở ra chân còn chưa đi được ba bước khỏi phòng thì vóc dáng mảnh mai đã vô tình va vào cơ thể cao lớn nào đó. Bởi vì đi với tốc độ quá nhanh lại va chạm bất ngờ khiến cho cô không thể nào giữ được thăng bằng. Cô ngã ngửa ra phía sau. Trong lúc lúng túng thì chỉ biết cua tay loạn xạ hy vọng rằng có thể tìm được thứ gì đó có thể bám vào để tránh khỏi cú ngã. Nhưng nào ngờ lại túm vào ngay cổ áo của ai kia. Trình Kiến Minh vừa định đi tới xem cô đã dậy chưa nhưng mà còn chưa kịp chạm được vào cửa phòng thì đã bị tảng đá lớn bất ngờ lao đến rồi đụng trúng vào người mình mọi thứ diễn ra quá nhanh anh cũng không kịp phản ứng cơ thể đang trong trạng thái bình thường không chút phòng bị cứ thế mà ngang nhiên bị hiểu linh kéo xuống đến khi mà nhận ra hai cơ thể sắp tiếp đất thì trình kiến minh mới kịp phản ứng anh chống tay xuống sàn nhà để cơ thể của mình không chạm lên cơ thể của cô tay còn lại thì nhanh chóng đặt ra sau đầu của cô cô sợ hãi nhắm tịt mắt, cả cơ thể mảnh khảnh đang yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lý trí đã không thể nào thắng nổi con tim. Cơ thể của kiến mình bắt đầu thả lỏng, anh từ từ cúi xuống gần gương mặt xinh xắn. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào, thì đôi mắt long lanh nãy giờ vẫn đang khép chặt, bất ngờ mở ra. Trình kiến mình nhất thời giật mình, vội vàng né sang một bên, rồi nhanh chóng rời khỏi người của cô. Ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh căn phòng, rồi đưa tay ra tỏ ý muốn kéo cô đứng dậy nhìn nét mặt ngượng nghịu kia của anh hiểu linh chỉ biết mím chặt môi cố gắng nén cười rồi bắt lấy tay anh nhận ra bầu không khí thoáng chốc đã trở nên ngột ngạt cả hai người cũng không biết phải nói gì sau tình huống đáng ngại vừa rồi cô vội vàng nhặt túi sách và giày nhìn thẳng anh cô còn không dám chỉ hơi cúi đầu rồi nói em em xin lỗi em bị trễ mất rồi hôm khác gặp lại sẽ đích thân chuộc lỗi bởi vì cái tội sơ ý chạm vào tấm thân đáng giá ngàn vàng của trình tiên sinh em đi trước đây cô lấy hết dũng khí cuối cùng thì cũng nói xong thế nhưng bi kịch lại một lần nữa diễn ra chân của cô còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì đã phải dừng bước lần này không phải là va vào ai đó mà là đang bị giữ lại rồi là tự em nói rằng sẽ đích thân chuộc lỗi vậy thì hãy thực hiện ngay bây giờ đi tôi không thích chờ đợi đâu. Anh không chần chừ mà thẳng thừng cúi xuống kê sát đến gương mặt ửng hồng của cô. Anh không xâm chiếm đôi môi nhỏ kia mà chỉ nghiêng đầu ghé vào tai của cô và nói. Anh muốn trục lỗi thế nào đây? Tiền hay là làm ô xin cho anh cũng được. Tôi không thiếu tiền. Ô xin hay người làm gì đó cũng không thiếu. Vậy, vậy anh muốn thế nào đây? Trái tim của cô lúc này đã nhảy vọt lên đến cổ họng rồi. Anh cúi xuống gần khuôn mặt của cô, nở ra nụ cười khiến cho cô cảm thấy run rẩy. Nhận ra hơi thở càng ngày càng gấp gáp của Hiểu Linh lúc này, Trình Kiến Minh nở ra nụ cười đắc chế rồi buông tha cho cô nàng tiểu bạch thỏ ngây ngô đáng yêu. Thay quần áo rồi xuống lầu đi, tôi đưa cô đến công ty nhé. Trái tim của cô cuối cùng cũng có thể trở về đúng vị trí rồi. Nếu như không muốn bị sa thải Thì cứ việc chậm trễ đi Anh lại tiếp tục bỏ lại một câu Sau đó mới nhàn nhã mà rồi đi Nhìn bóng lưng của anh đã khuất xa Khỏi căn phòng Hiểu Linh mới vội vàng đóng sầm cửa lại Không có thời gian nghĩ nhiều nữa Cô lao ngay vào trong phòng tắm Thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể Trong trang viên rộng lớn thoáng đãng Trình Kiến Minh lịch lãm nam tính Trong chiếc quần âu đen Phối với áo sơ mi màu xanh đen tồn lên nét đẹp phong trần, mạnh mẽ. Anh tựa lưng vào chiếc Lamborghini, một trong những chiếc xe đắt nhất trên thế giới. Hiểu lưng lúc này trở ra từ bên trong biệt thự, trên tay còn sách theo đuôi giày cao gót, đi chân trần, vội vàng đi đến chỗ của Trình Kiến Minh. Em xong rồi, chúng ta đi được chưa? Tại sao lại không đeo giày chứ? Lúc nãy đi nhanh quá, sợ lại trượt ngã, thế nên đi chân trần cho chắc. Lát nữa lên xe, em sẽ mang vào sau. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng Quan trọng là bây giờ em bị muộn giờ mất rồi Hôm nay là buổi đào tạo đầu tiên Em đến muộn sẽ để lại ấn tượng không tốt một chút nào cả Trình Kiến Minh không nói gì Mang theo gương mặt lạnh lẽo Rồi xoay lưng bỏ lên xe trước Sợ bị muộn mà tại sao còn đứng đó chứ Hay là em muốn tự mình đi bộ đây Chiều xe nhanh chóng rời đi khỏi trang viên với tốc độ không thể nào tưởng tượng được Hiểu Linh lần đầu tiên được ngồi xe mua trần mà lại đi với tốc độ cao thế này. Nhất thời cô cảm thấy không quen. Cô sợ rằng Trình Kiến Minh lại nổi giận thì bản thân mình đúng là khổ hơn. Thế nên cô không dám nói gì cả. Chỉ hơn 10 phút sau, chiếc siêu xe đã dừng lại trước cổng tập đoàn Trình Thị. Cô ôm ngược thở phào nhẹ nhõm bởi vì cảm thấy may mắn khi còn có thể bình an bước xuống xe của anh. Cảm ơn anh nha, em vào trong đây, không làm phiền đến anh nữa. Cô nhìn anh mỉm cười dịu dàng Rồi sau đó mới đẩy cửa xe ra Khoan đã Sao thế? Còn chuyện gì sao? Trình kiến mình không trả lời Mà liếc mắt nhìn xuống bàn chân Vẫn còn chưa mang giày của cô Hiểu Linh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề Cô cứ cười cho qua Rồi cúi xuống Mang đôi giày cao gót hơn 5 phần vào chân Em xong rồi Em đi đây Tạm biệt anh nha Lần này thì cô quyết định đánh nhanh rút gọn, chỉ bỏ lại cho anh vòn vẹn một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng bước ra khỏi chiếc xe, mang theo tảng băng khổng lồ kia. Trình Kiến Minh nhìn theo bóng lưng của cô, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn thì mới lái xe rồi đi. Nhìn xem, nhìn xem, gương mặt mới kìa, mới ngày đầu tiên vào buổi huấn luyện đã đến trễ như vậy rồi, làm như là mình có giá lắm không bằng. Mận Giao cùng Kiều Lam và Quế Chê đang đứng tán dốc ở dưới sảnh. Trông thấy Hiểu Linh đi vào, thì Mận Giao liền ghét bỏ ra mặt, rồi thẳng thừng lên tiếng mỉa mai: Không phải là dựa vào mấy mối quan hệ đèn mờ kia, thì làm sao mà dám to gan lên mặt như vậy chứ? Kiều Lam khoanh tay trước ngực, ánh mắt đanh đá, liếc nhìn về phía của Hiểu Linh. Đúng rồi đấy, vừa rồi tôi còn trông thấy cô ta được đại gia đưa tới bằng siêu xe phiên bản giới hạn cơ mà. Xem ra con đường cô ta đang đi đã được trải thảm đỏ trên đường hết rồi. Cái gì mà khét quắc đỉnh cao, tài năng hơn người, viên dạ Minh Châu bị bụi trần vùi lấp cơ chứ. Tôi thấy cũng chỉ là mấy hạng gái lấy thân lót đường, làm bậc thang để mà trèo lên cao thôi. Từng câu từng chữ đã lọt vào trong tài của Hiểu Linh không sót một chữ nào, nhưng mà cô vẫn thản nhiên như không nghe thấy cô lướt qua ba người đó. Rồi ôm dung không chút bận lòng đi thẳng vào trong thang máy. Bị xem như người vô hình, mẫn dao kiều lam chỉ biết dậm chân đấm ngược hậm hực rồi đùng đùng bỏ đi. Quế Chi cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Lên đến tầng dành riêng cho quản lý, Hiểu Linh đã vội vàng đến mức vừa đi vừa chạy bởi vì lúc này đã hơn 8 giờ sáng. Lẽ ra giờ này cô phải có mặt trong buổi huấn luyện chứ không phải là mang nét mặt lo lắng vội vã chạy đi tìm quản lý của mình thế này vừa lên đến phòng của quản lý du còn đang đứng trước cửa để điều chỉnh lại hơi thở rối loạn thì trợ lý chu đã từ phía sau đi tới vỗ nhẹ lên vai làm cho cô giật mình hiểu linh sao bây giờ em còn đứng đây đã sắp đến giờ tập luyện rồi đấy sắp tới giờ tập sao vậy là từ sáng đến giờ vẫn chưa bắt đầu sao ạ Ừ chị du cầm còn chưa tới sáng nay có cuộc hẹn đối tác quan trọng Thế nên buổi tập của em rồi lên 9 giờ sáng rồi. Chị ấy không thông báo cho em biết à? Nghe trợ lý Chu nói xong, Hiểu Linh mới lật đật mở điện thoại ra xem. Cô đọc được tin nhắn gửi tới từ dãy số lạ. Cô chỉ biết đỡ chán mà chịu thua chính bản thân mình. Đúng là quản lý Du đã báo cho cô buổi tập luyện rời lên 9 giờ. Sáng nay cô dậy trễ rồi vội vội vàng vàng đến đây nào có để ý đến chiếc điện thoại thân yêu của mình đâu Mà đọc đường tin nhắn cơ chứ Tưởng muộn hóa ra lại thành đúng giờ rồi Em đến phòng tập chờ trước đi nha Chị phải đi làm việc đây Hiểu Linh vẫy tay chào Rồi nhìn màn hình điện thoại của mình Là 8 ba 30 Khuôn mặt đáng yêu khẽ thở dài Thả lỏng ra rồi đi đến phòng tập Trên đường đi Hiểu Linh gửi tin nhắn Báo bình an cho Hạ Diễm Hoa Bởi vì tối qua cô lại không về nhà hy vọng rằng lần này có thể an toàn vượt qua cửa ải như lần trước. còn không thì có khi hạ diễm hòa sẽ dùng nước bọt mà nhấn chìm cô mắt. bước vào trong phòng tập, hiểu linh cứ nghĩ rằng đây sẽ là một gian phòng rộng rãi, có sàn kết quát nhỏ, có máy quay, có sản phẩm để làm quen với ống kính. nhưng căn phòng bây giờ không hề giống trong trí tưởng tượng của cô. căn phòng này có một diện tích vô cùng lớn, sàn kết hoác nằm giữa hai mặt hồ. Cuối giảm diễn là bàn ghế được bố trí sẵn, có lẽ là dành cho những người giám sát buổi tập luyện hôm nay. Trong phòng đã có vài người camera đến trước để mà chuẩn bị máy quay, nhiếp ảnh chính cũng đã có mặt, chỉ còn thiếu mỗi những nhân vật chính mà thôi. Từ căn phòng nhỏ nằm trong góc, một nữ nhân viên chạy ra, trông thấy Hiểu Linh thì đã đanh giọng lên tiếng. Hiểu Linh, mau vào trang điểm thay trang phục đi, còn đứng thư ra đó để làm gì chứ? Hiểu Linh vội vàng đi về hướng của nhân viên vừa gọi tên của mình. Cô còn nghĩ rằng hôm nay sẽ được huấn luyện phần đi kết quắc, thế nên không cần trang điểm và thay trang phục. Nhưng những gì cô nghĩ đều đi ngược lại hoàn toàn rồi. Lẽ ra những công việc này sẽ do trợ lý riêng của nghệ sĩ sắp xếp rồi thông báo cụ thể lại. Nhưng mà cô là người mới, còn chưa biết có làm ra ngô ra khoai chuyện gì không, nên phần trợ lý riêng tạm thời sẽ chưa có. Đến phòng trang điểm, Hiểu Linh mỉm cười thân thiện, nhã nhặn, cúi đầu chào tất cả mọi người, rồi đi đến trước bàn trang điểm, ngồi chờ chuyên viên đến make up cho mình. Jona là một trong số ba người được chọn vào trình thị sau Hiểu Linh. Mạn Nhu Sang Nguyệt cũng có mặt tại đây. Cả ba người đã trang điểm và thay trang phục xong, đang ngồi đó chờ đợi rồi. Nhìn thấy Hiểu Linh đi vào, Jona nhíu mày nhìn cô một lúc, rồi nhỏ giọng lên tiếng. Đó là người được chọn thẳng mà không cần phải đi qua hai vòng khảo sát sau cắt tinh có đúng không? Mạn nhù sang Nguyệt cũng hướng mắt nhìn về phía của Hiểu Linh. Đúng là cô ta đấy. Nghe nói rằng cô ta đi cửa sau nên được chọn thẳng vào đấy. Vậy sao? Vừa đi hai vòng kết quốc đã được chọn thẳng vào trong. Tôi còn tưởng cô ta tài giỏi thật sự cơ. Ai ngờ là dùng mấy trò lăn trên giường bẩn thỉu để mà đi lên sao? Đúng là đê tiện thật đấy hiểu linh lúc này ngồi cách đó không xa cô cũng không phải là không nghe được những lời nói có lực sát thương cực kỳ lớn đó nhưng cô không muốn đôi co với những loại người như thế này người tài giỏi có nhân phẩm tốt rồi sẽ được mọi người công nhận sau khi mà chứng kiến được tài năng bản lĩnh của mình chứ không phải là những lời nói suông bằng miệng hiểu linh lúc nào cũng bỏ ngoài tai tất cả những lời thị phi chỉ thở dài một tiếng rồi tự hỏi bản thân mình rằng tại sao đi đến đâu cũng cảm thấy lạc lõng không có một ai bầu bạn với cô. Ai cũng ghét bỏ trong khi mà cô chưa từng nói gì đến bọn họ cả. Tại tập đoàn Kiểu Long Trình Kiến Minh ngồi trên bệ cửa sổ mang vẻ mặt thăng trầm ngắm nhìn về phía chân trời xa xăm. Anh khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nâng lên đưa qua mũi người người mùi thơm đặc trưng của loại rượu thượng hạng rồi đặt lên vành môi từ từ thưởng thức. Thư Mạnh Quân vừa từ bên ngoài đi vào nhìn trình kiến minh khẽ còng môi cười đầy hàm ý rồi ngồi xuống sofa tự rót cho mình một ly rượu dạo này trình tổng dường như là rất chú ý đến Cửu long thì phải một tuần phải hơn ba ngày tới đây để khảo sát điều này trước đây chưa bao giờ có cả thư mạnh quân nhíu mày nhìn về phía của trình kiến minh trêu đùa chuyện anh nói em làm đến đâu rồi mạnh quân người thì em đã sắp xếp xong rồi Mọi chuyện có liên quan đến chị dâu sẽ được báo cáo sau mỗi ngày làm việc ạ. Trình Kiến Minh rồi khỏi bệ cửa sổ, đi đến ngồi xuống đối diện với Thư Mạnh Quân, đặt ly rượu lên bàn rồi nhàn nhã lên tiếng. Đợt tuyển chọn sắp tới, không cần phải thực hiện nữa đâu. Nhận được thông tin mới nhất từ Trình Kiến Minh, suýt nữa thì Thư Mạnh Quân đã ngã ngửa vì sốc tâm lý. Anh nhìn người đàn ông quái đàn trước mặt của mình bằng nét mặt sở khóc sở cười nhưng mà một dự án vô cùng quan trọng những kế hoạch đã được vạch ra xong xuôi cả rồi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa chỉ cho đến ngày casting nữa là hoàn tất mà bây giờ anh đột nhiên nói hủy thì cũng phải cho em xin cái lý do để còn giải thích với mọi người nữa chứ vị trí được chọn đã có rồi thế nên không cần phải tuyển nữa anh hai người anh nói đến là ai thế có thể nói hết trong một lần cho em tỏ từ được không chứ trái tim bé nhỏ này của em Sắp bị anh hại đến ngừng đập luôn rồi. Thật không ngờ là thừa mạnh quân cũng có lúc chậm tiêu đến như vậy đấy. Người anh nói đến còn không phải chính là chị dâu của em sao? Nhưng mà hợp đồng ở Trình thị của chị ấy là tận 2 năm cơ mà. Anh Hai, đừng nói là anh định thẳng thừng ra mặt để mà cướp người về nha, chuyện đó không được đâu đấy. Thời cơ sẽ đến nhanh thôi, người của anh thì phải ở bên cạnh anh chứ quay trở lại buổi huấn luyện của Hiểu Linh trong phòng tập mọi thứ đã bắt đầu sẵn sàng Hiểu Linh mặc trên người trang phục xã hội là chiếc đầm đen hai giây có tà khá dài phủ xuống sàn nhà gương mặt thanh tú xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng thế nhưng vẫn tồn lên nét đẹp thuần khiết chiếc đầm hai giây để lộ ra vùng cổ trắng nõn xương quai xanh gợi cảm thu hút tất cả ánh mắt của mọi người nơi đây đặc biệt là Trình Thế Vĩ đang ngồi kia đôi mắt sâu sắc của anh chưa một lần nào rời khỏi vóc dáng và thần thái quyến rũ của hiểu linh cả nhã đàn lúc này cũng ngồi bên cạnh trông thấy ánh mắt mê ly của trình thế vĩ như đang muốn lột sạch quần áo trên người của hiểu linh mà trong lòng không giấu được sự bực tức cô ta đường đường là bạn gái của anh vậy mà ngay lúc này ngồi bên cạnh cô anh ta lại say đắm nhìn một người phụ nữ khác sao những người xung quanh thì đang không ngừng bàn tán khiến cho cô ta không biết giấu mặt vào đâu cả Nhã đan cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa mà hậm hực đứng dậy tức giận bỏ lại một câu rồi đùng đùng bỏ đi em không muốn tiếp tục ở đây nữa thầy nhạ đan đột nhiên dở trứng như vậy du cầm liền chạy theo giữ chân của cô sao thế Nhã đan tại sao tự nhiên lại bỏ đi chứ em không muốn làm mẫu cho cô ta cô ta tài giỏi như vậy thì còn cần gì đến em chứ nghe được câu trả lời vô cùng trẻ con của Nhã đan làm cho du cầm nhíu chặt mày, nên mặt lộ rõ ra sự không hài lòng. Đây không phải là phong thái làm việc của em. Em đang ganh tị với một người mới đặt chân vào nghề, giống như Hiểu Linh sao? Hành xử thế này có xứng đáng là bậc tiền bối với đàn em của mình không đây? Chị không cần biết em nổi giận chuyện gì, nhưng công việc là công việc. Em không được vì những đố kỵ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể như vậy chứ. Nếu như hôm nay em rời khỏi đây chỉ vì chút chuyện không đáng này ngộ nhỡ mọi chuyện lộ ra bên ngoài để cho đám báo chí biết được thì có phải người xấu mặt chính là em không nào nghe được những lời gian đe của du cầm nhã đàn đã phần nào lấy lại bình tĩnh cô ta im lặng vài giây ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi hiểu linh được rồi việc huấn luyện kết quắc của cô ta là do em quyết định có đúng không không phải là quyết định mà là nhận xét góp ý để nâng cao khả năng kết quốc của cô ấy. Được, vậy thì bắt đầu ngay đi. Em còn phải về sớm để nghỉ ngơi. Ngày mai có lịch quay quảng cáo rồi. Nhã đàn lúc này chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dùng rằng quay trở về vị trí của mình. Dù cầm lắc đầu ngao ngán rồi đi về phía của Hiểu Linh. Em chuẩn bị xong chưa? Dạ, em xong rồi. Vậy thì tốt, bây giờ em kết work trước hai vòng sau đó Nhã Đan sẽ đưa ra nhận xét và làm mẫu cho em. Còn việc đánh giá thực lực sẽ phụ thuộc vào ba vị chuyên viên đào tạo cấp cao trong tập đoàn. Em đừng quá căng thẳng nha, cứ tự nhiên mà phô ra hết tài năng của mình đi. Dù cầm nhẹ giọng căn dặn cho Hiểu Linh xong, thì đi đến chỗ của Trình Thế Vĩ, cúi đầu xuống báo cáo. Dạ thưa Trình Tổng, có thể bắt đầu được rồi. Được, Tôi đang rất nóng lòng chờ xem mỹ nhân biểu diễn thế nào đây. Trình Thế Vĩ nhún vai, thản nhiên lên tiếng. Anh cầm ly cà phê lên, nhâm nhi. Thế nhưng ánh mắt sung tục, tràn đầy sụp vọng, vẫn đang liếc nhìn về thân hình nóng bỏng của Hiểu Linh. Dù cầm ra hiệu mở nhạc, âm thanh du dương vang lên, vô cùng phù hợp với lối trang phục, dạo hội của Hiểu Linh đang mặc trên người. Những bước chân uyển chuyển như làn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển, từng cái nhấc chân, mỗi cái đánh hông đều được thể hiện vô cùng mềm mại, mang đến cho người nhìn cảm giác vô cùng mãn nhãn. Mỗi khi bước lên sàn kết quắc, lắng nghe nhịp điệu từ những bài hát tuyệt đỉnh, Hiểu Linh giống như hoàn toàn biến thành một con người khác, không còn ngây thơ, hồn nhiên. Gương mặt góc cảnh chuẩn mực của những minh tinh phương Tây khiến cho cô trở nên quyến rũ, thần thái có hồn. Giải những bước chân điêu luyện đến điểm dừng cuối cùng cú xoay người nhẹ nhàng giống như nàng công chúa dịu dàng xinh đẹp đã khiến cho tất cả những nữ nhân vốn xem thường tài năng của cô lúc này chỉ biết câm nến mà dương to mắt lên ngắm nhìn trước cầm thon gọn hết nhẹ lên phô ra toàn bộ những đường nét tinh xảo kết thúc một màn trình diễn thỏa mãn người xem sau khi tiếng nhạc vừa dứt hiểu linh nghiêm trang đứng ngay ngắn rồi cúi nhẹ đầu trước những bậc cao nhân trước mắt của mình dù cầm quay sang để hỏi thăm ý kiến từ ban chuyên viên đào tạo. Johnny, ngài thấy thế nào? Tấm bảng thứ nhất được dơ lên từ vị trí của Johnny. 9 điểm là con số mà Hiểu Linh nhận được. Màn trình diễn này thật sự rất tuyệt vời. Tôi không thể nào tin được một người mới vào nghề như cô lại có thể đi những đường catwalk chuẩn đến như vậy. Cây xa cũng đưa ra điểm chiến cho Hiểu Linh. Bà nở ra nụ cười hài lòng dành cho cô. Thần thái ánh mắt có hồn của em đã đủ điểm để trở thành một người mẫu rồi. Chỉ riêng phần đánh tay khi mà bước đi, em nên chú ý một chút. Không nên đánh quá nhanh mà nên hòa nhịp với điệu nhạc nha. Anna cũng đưa ra ý kiến của mình rồi dơ bảng tặng cho Hiểu Linh điểm chiến. Nhận được những lời khen ngợi từ ba vị chuyên viên khiến cho Hiểu Linh vô cùng vui mừng. Cô cúi đầu cảm ơn từng người, trên môi nở ra nụ cười tươi tắn. Lúc này, Trình Thế Vĩ bất ngờ đứng dậy, chỉnh áo vét ngay ngắn rồi háng giọng trước khi cất lời. Nếu đã không cần tập luyện nữa, vậy thì dừng lại tại đây đi. Ngày mai lại thực tập sang phần khác nha. Anh hiền ngang nói xong thì rời khỏi vị trí. Lúc đi ngang qua Hiểu Linh, anh ta còn dừng lại ánh mắt gian tà nhìn chăm chăm vào cô. Khỏe môi khẽ nhếch lên rồi mới tiếp tục bước đi. Chủ tịch đã có chỉ thị thì tất cả mọi người cũng nhanh chóng nhận lệnh rồi thu dọn đồ đạc của riêng mình rời khỏi phòng tập. Hiểu Linh, công việc của em hôm nay xong rồi đấy. Buổi chiều không cần phải đến nữa. Về nghỉ ngơi sớm đi. Chuẩn bị cho ngày mai thử sức trước ống kính nha. Vâng ạ, à, em cảm ơn chị nha. Dù cầm căn dặn Hiểu Linh vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vì ngoài Hiểu Linh ra, cô còn là quản lý của Nhã Đan, siêu mẫu kỳ cựu nhất trong trình thị, thế nên không hề thiếu việc để làm mọi người dần rời đi hiểu linh cũng cầm tà váy nâng cao lên để dễ di chuyển rồi quay vào phòng thay đồ mà không hề để ý đến vẫn còn một người đang hướng ánh mắt căm ghét nhìn về phía của mình cô cất từng bước thong thả đi về hướng phòng thay đồ mà không nhận ra rằng từ phía sau nhạ đàn đã vội vã đi tới rồi sau đó thì cô ta hất mạnh hiểu linh sang một bên khiến cho cô mất đà rồi ngã xuống hồ nước lạnh lẽo nhìn thấy mặt nước lặng yên không chút động tĩnh nhạ đàn rơi vào trong hoảng sợ cô liếc ngang ngó dọc nhìn xung quanh xem là có ai không rồi vội vàng bỏ đi trước khi bị nhìn thấy vài giây sau hiểu linh mới ngoi lên khỏi mặt hồ cô khẽ ho mấy tiếng rồi bơi vào trong bờ chiếc đầm dạo hội bình thường đã khá nặng rồi mà lúc này thấm cả nước nữa khiến cho nó càng thêm nặng hơn phải khó khăn lắm cô mới có thể trèo lên đến thành hồ chiếc xe Audi màu đen đang đỗ trước cổng của tập đoàn Trình Thị. Chủ nhân của nó chính là chàng trai sở hữu nét đẹp lạnh lùng, tiêu sái. Mái tóc màu nâu tây khiến cho gương mặt trở nên gợi cảm hơn. Thân hình cao lớn bước xuống xe đi về phía của Hiểu Linh. Cô đang đứng trước cổng của tập đoàn. Mạc Thiên, tại sao anh lại ở đây chứ? Hiểu Linh tròn xoay hai mắt, thoáng ngỡ ngàng khi mà trông thấy Mạc Thiên bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của mình cũng khá lâu rồi từ sau bữa ăn hôm đó đến nay cô không gặp lại anh và anh cũng lặng lẽ biến mất không có chút tin tức nào cô còn cho rằng anh giận bởi vì hôm đó cô đã tự ý bỏ về không để ý đến cô nữa thì bây giờ anh lại xuất hiện còn dùng ánh mắt và nụ cười ngọt ngào ấm áp dành cho cô anh biết hôm nay là buổi đào tạo đầu tiên của em thế nên có ý muốn mời em ăn trưa có được không Mạo Thiên khẽ cong môi mỉm cười Hiểu Linh gãi đầu rồi gượng cười, nhìn nét mặt tràn đầy hy vọng của Mạc Thiên mà có chút không nỡ từ chối. À, vâng, cũng được. Được rồi, vậy em lên xe nha. Mạc Thiên vui mừng ra mặt, Hiểu Linh thì không nói gì cả, lặng lặng đi vào trong xe, ngồi vào vị trí ghế phụ cạnh tài xế. Mạc Thiên cũng nhanh chóng lên xe, ngồi vào trong ghế lái, khởi động xe, di chuyển đến địa điểm đã được định sẵn từ trước. Cả hai người đều không để ý rằng ở phía sau mình còn có một chiếc xe đang dõi theo. Ở trên xe, Hiểu Linh liên tục hắt xì hơi đến mức mà mũi của cô đã ửng hồng cả lên rồi. Mặc thiên nhìn cô như vậy, khẽ nhíu mày. Sao thế? Em không khỏe sao? Chắc là em bị cảm lạnh sơ sơ thôi, không sao đâu. Hay là anh đưa em đến bệnh viện nha? Dạ không cần đâu, chỉ là cảm mạo thôi. Vào bệnh viện để làm gì cơ chứ? Từ ngày bà ngoại mất ở trong bệnh viện thì hai từ bệnh viện đã trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý sâu sắc trong lòng của cô. Cô không muốn nhắc đến cái nơi khiến cho con người ta phải trải qua đau khổ, thậm chí là mất mát đó. Vậy thì anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Hôm khác chúng ta đi ăn cũng được, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Nói xong thì anh không được cô đồng ý mà đã thẳng thắn quay xe đi về hướng nhà của Hiểu Linh. Đối với cô, Bữa ăn này căn bản là cô cũng không muốn đi, cô thừa biết tình cảm Mặc Thiên dành cho mình là thứ tình cảm như thế nào, thế nên cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh. Còn Hạ Diễm Hoa nữa, người bạn tri kỷ của cô cũng đang thầm thương trộm nhớ người đàn ông này. Chính vì thế mà cô càng không muốn vì những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Hiểu Linh vì cảm thấy quá mệt mỏi nên nhắm hờ mắt, thư giãn một chút, nhưng mà cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thấy cô đã ngủ rồi, Mạc Thiên giảm tốc độ xuống để xe chạy chậm hơn, không làm cho cô tỉnh giấc. Chiếc xe Audi cứ như vậy mà thong dong chậm rãi đi trên đường rộng lớn, hơn 30 phút thì cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm ngay trên mặt phố. Ở trong xe, Hiểu Linh vẫn chưa tỉnh dậy. Mạc Thiên ngồi bên cạnh cô, say đắm nhìn vào gương mặt xinh đẹp, thanh tú, non nớt trong độ tuổi thanh xuân rạng rỡ đã chìm vào trong giấc mộng trời phú cho hiểu linh nét đẹp thuần khiết dịu dàng khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn trở tre và bảo vệ cho cô thôi những ngón tay thon dài của anh khẽ đưa tới làn da mịn màng muốn chạm vào rồi lại dè rặt rời đi thế nhưng một thứ cảm xúc quá mãnh liệt đã khiến cho mặc thiên không thể nào kiềm chế được nữa anh từ từ tiến gần đến khuôn mặt xinh đẹp người thơ đó một chiếc xe mây bách màu đen huyền bí vẫn luôn bám theo phía sau Lúc này ở trong xe đã tỏa ra một luồng khí lạnh đến âm độ, giữa trời trừa oi bức. Bàn tay thon dài siết chặt vô lăng đến mức lộ ra từng đường gân mạnh mẽ. Đôi mắt trầm ổn vô cảm đã trở nên lạnh khốc đến khiếp sợ. Sức chịu đựng của người đàn ông trong xe đã không thể nào kìm nén được nữa, khi mà trước mắt là người con gái anh giữ riêng trong trái tim của mình lại đang ngồi trong xe với một người đàn ông khác. Cuối cùng thì núi lửa cũng phun trào sức mạnh chiếm hữu luôn luôn chiến thắng tất cả. Trình Kiến Minh mang theo cơn thịnh nộ và ghen tuông bước ra khỏi chiếc mười bách. Những bước chân xải dài trên mặt đường chợt dừng lại khi mà nhìn thấy Hiểu Linh bước xuống xe. Sau đó thì chiếc xe Audi cũng nhanh chóng rời đi. Hiểu Linh không để ý đến xung quanh. Ngay lúc này cô chỉ muốn đi vào trong nhà, trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Bởi vì cơ thể của cô đã quá mệt mỏi, rũ rượi sau lần ngã xuống hồ nước lạnh lẽo trong phòng tập vừa rồi cửa còn chưa kịp đóng thì bất ngờ bị đẩy ngược trở ra cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một thân hình cao lớn vạm vỡ áp sát đến cơ thể của mình rồi ép cô vào tường hai cánh tay dài săn chắc chống lên tường rồi chiếm giữ thân hình mảnh khảnh của cô ở giữa bắt gặp gương mặt quen thuộc và biểu cảm lạnh lùng từ sâu trong ánh mắt đã xuất hiện vài tia giận dữ kia hiểu linh hoàn toàn đã chìm vào trong bàng hoàng tại sao anh biết nhà của em mà tới thế tôi thấy em đi cùng với người đàn ông khác từng câu từng chữ anh vừa nói ra không hề liên quan gì đến câu hỏi của hiếu linh cả vậy thì sao em là hoa chưa có chủ anh ấy cũng chưa có bạn gái đi chung xe với nhau thì có vấn đề gì đâu câu trả lời của cô vô cùng thản nhiên không hề có chút vướng bận nào trong lòng khiến cho sắc mặt của ai kia hiện ra đầy vạch đen rồi. Được, em nói hay lắm. Trình Kiến Minh gật đầu, khẽ nhếch môi, rồi nhấc bổng cô gái to gan, ngang nhiên dám chọc anh đổ điên, đi đến rồi ném lên chiếc lông ở trong phòng khách. Tấm thần trong sáng ngọc ngà lúc này đã nằm yên ắng ở bên cạnh thân hình cao lớn vạm vỡ. Hiểu Linh nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra nụ cười mèo mó. Em em nói sai gì sao? Vậy tôi cũng là hoa chưa có chủ, chúng ta đều độc thân, đến với nhau cũng không có gì là sai, đúng không? Ngày sau cô nói gian tà đó là đôi môi nhỏ nhắn bên dưới đã bị chiếm trọn, không lộ ra một kẽ hở nào. Cô cứ như vậy mà bị anh hôn ngấu nghiến đến mức mà có thể cảm nhận được vành môi của mình đang truyền đến cảm giác đau rát. Cô càng chống cự, càng xô đẩy thì anh lại càng hôn cô mãnh liệt hơn. Chính bản thân anh cũng không thể nào hiểu được tại sao khi nhìn thấy cô đi cùng với một người đàn ông khác và nghe được những lời nói vừa rồi từ miệng của cô, trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim sôi sục, ngọn lửa chiếm hữu dâng cao đến mức sắp vỡ vụn ra rồi. Anh vốn không định nghĩ được tình yêu là gì, thế nên trong mối quan hệ này, chính anh cũng mông lung, mơ hồ, không thể nào xác định được rõ ràng. Nụ hôn sâu kéo dài khiến cho anh dần dần trở nên bình tĩnh nhưng vẫn còn muốn dây dưa, không muốn rời khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào giống như đường mật kia. Cả cơ thể của cô đã trở nên mềm nhũn, giống như vừa bị rút cạn đi sức lực, đôi mắt long lanh trở nên mơ hồ, lim dim rồi dần dần khép lại. Đồ ngốc này, em sao thế, Hiểu Linh? Trình Kiến Minh lần đầu tiên bị dọa đến mức mà sắc mặt tái mét. Anh lay lay người của cô, nhưng mà cô không có chút phản ứng nào cả, trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an to lớn, vội vàng bước xuống khỏi xa rồi bế cô chạy ra xe. Trong phòng VIP của bệnh viện, Hiểu Linh đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Trình Kiến Minh đứng bên cạnh giường, quan sát sắc mặt của cô trắng bệnh, nhợt nhạt đến khó coi mà trong lòng thầm tự mắng chửi chính bản thân mình. Anh lúc nào cũng căm ghét loại đàn ông, dùng sắc dục để mà thỏa mãn cảm xúc nhất thời của bản thân nhưng mà chính anh vừa rồi đã làm ra chuyện đáng xấu hổ gì thế này chứ anh nông nổi ngông cuồng chỉ vì chút tức giận không rõ ràng mà trừng phạt bằng cách hôn cô đến mức cô ngất xỉu luôn rồi vợ anh bị sốt mà anh không biết sao bác sĩ tháo kính ra rồi trầm giọng hỏi trình kiến minh bị sốt rồi sao bác sĩ lắc đầu chán nản khẽ thở dài rồi nói rõ tình trạng của hiểu linh Cô bị sốt, kèm theo cơ thể mệt mỏi, vận động quá sức thì nên ngất xỉu. Bây giờ cần phải chuyển nước, tiêm thuốc hạ sốt thì sẽ tỉnh lại. Anh là chồng thì sau này phải để ý đến vợ của mình nhiều hơn. Chứ đàn ông mà thiếu trách nhiệm thì mất mặt cánh trượng phu quá. Trình Kiến mình từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, không lên tiếng giải thích mối quan hệ hoàn toàn không đúng như vị bác sĩ đã hiểu lầm. Anh cũng không nổi giận khi mà bản thân mình bị chỉ trích, trách móc mà anh bằng lòng chấp nhận tất cả. Căn phòng lúc này chỉ còn có hai người, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn cô. Lúc này đang nằm trên giường bệnh vì lỗi lầm nông nổi nhất thời mà anh gây ra. Nếu như anh không hôn cô thì có lẽ là cô sẽ không đến nỗi phải nhập viện thế này rồi. Bàn tay thon dài có phần thô ráp nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại đang rũ xuống má của cô tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên gạt ngang mạch cảm xúc trong lòng anh anh vội vàng ấn tắt chuông rồi đi ra bên ngoài nghe máy anh hai em vừa nhận được một đoạn clip ngắn ở trình thị có liên quan đến chị dâu em đã gửi qua cho anh rồi đấy anh mau xem đi trình kiến mình tắt điện thoại mở hộp thư lên xem tin nhắn mới nhất từ Thừa mạnh quân gửi tới clip vòn vẹn chỉ hơn 10 giây bên trong chính là đoạn Hiểu Linh bị đẩy ngã xuống hồ nước. Xem đến đoạn cô ngã xuống hồ, từ sâu trong ánh mắt của anh đã hẳn lên những tiêu máu đỏ. Anh nhanh chóng tắt clip rồi gửi ngay một tin nhắn thoại cho Thư Mạnh Quân. Cho người điều tra, người phụ nữ, dám động tới chị dâu đi. Trong vòng 3 ngày, phải cho anh kết quả hài lòng. Màn đêm cô quảnh bao trùm dãy hành lang vắng lặng ở trong bệnh viện. Đã hơn 12 giờ đêm, Trình Kiến Minh vẫn tỉnh như sáo không có biểu hiện nào từ cơn buồn ngủ hay sự mệt mỏi. Từ lúc nhập viện đến giờ đã trôi qua hơn 10 tiếng, Hiểu Linh vẫn chưa tỉnh dậy. Anh có lo lắng hỏi bác sĩ về tình hình của cô, nhưng bác sĩ cũng chỉ nói rằng không phải là cô không tỉnh mà chỉ là không muốn tỉnh mà thôi. Có lẽ là cô không muốn nhìn thấy mặt của anh nên mới nằm lì ra đó, mặc cho anh lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Cô đang muốn trả thù anh đi mà, muốn anh phải chịu đựng sự dày vò dằn vặt tâm can vì dám ngông cuồng chiếm đoạt bờ môi nhỏ nhắn và vắt cạn sinh lực của cô đến nỗi phải nhập viện đấy mà đó cũng chính là lý do mà giờ đây anh phải đứng ở đây chịu rét chịu lạnh từ những cơn gió xá lạnh đến tê tái tâm hồn anh đi ra ngoài với hy vọng rằng hiểu linh biết anh đi rồi mà tỉnh dậy để còn ăn chút gì đó chứ cô cứ nằm mãi thế này không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói và vì giận mất thôi anh ra ngoài cứ 30 phút thì lại lén vào trong xem cô một lần, nhưng mà cô nàng tiểu bạch thỏ này vẫn cứ cứng đầu không chịu tỉnh dậy. Lần này đã là lần thứ 5, anh rón rén đi vào mà kết quả vẫn như vậy. Cuối cùng thì anh không thể nào chờ đợi được nữa, quyết định đi đến, cố tình kéo mạnh chiếc ghế tới cạnh giường rồi ngồi xuống. "Hiểu Linh, tôi biết là em đã tỉnh dậy rồi. Tôi cũng thừa biết là em không muốn nhìn thấy mặt của tôi." Nhưng bây giờ em chỉ có duy nhất một mình Trình Kiến Minh này chăm sóc cho em thôi. Em định nhịn đói đến chết luôn sao? Đáp lại anh vẫn là gian phòng tĩnh lặng không tiếng động. Trên giường vẫn là khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đang yên ổn nhắm mắt, giả vờ ngủ say xưa, khiến cho Trình Kiến Minh tức đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. 27 năm qua, anh chưa bao giờ phải hạ mình nói lời ngon tiếng ngọt với bất kỳ một người phụ nữ nào Vậy mà hôm nay đây, năm lần bảy lượt anh xuống nước, hạ giọng với một cô gái ngốc ngách. Thế mà vẫn bị ngó lơ, khiến cho sự kiên nhẫn trong anh đã dần dần cạn kiệt rồi. Được thôi, rượu mới không uống, thì em đừng trách tôi trước rượu phạt cho em đấy. Nói xong thì anh đứng dậy, khom người xuống, từ từ tiến tới gương mặt thanh tố, nhẹ nhàng phả ra hơi thở nóng ấm, lên cánh mũi, đang ngầm cảnh báo rằng nếu như cô còn không chịu mở mắt ra Thì đừng trách là đôi môi nhỏ Lại bị anh chiếm đoạt tiếp Anh cúi xuống Cho đến khi mà chỉ còn cách bờ môi đỏ mọng kia Vài mm Thì khẽ mỉm cười đắc ý Nhắm mắt lại tiếp tục tấn công Không phải là môi chạm môi Mà chính là tay chạm mặt Một cái tát rõ mạnh Vừa giáng xuống gò má của Trình Kiến Minh Hiểu Linh đẩy anh ra Rồi bật người ngồi dậy Cô tốm chăn ôm hết vào người của mình gục cằm xuống đầu gối, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Trình Kiến Minh không tức giận mà ngược lại còn cười một cách hài lòng. Anh ngồi xuống ghế trong tư thế ngay ngắn, vừa đưa mắt nhìn về phía của cô, đôi mày kiếm đã gắt gào cau chặt khi mà nhìn thấy bàn tay đang gắn kim chuyển nước của cô đã chảy máu. Anh hốt hoảng, vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ. Anh muốn đưa tay ra chạm vào bàn tay đã chảy đầy máu kia, thế nhưng sợ cô nổi giận nên đành rút tay trở về. Bác sĩ y tá vội vàng đi tới, nhanh chóng rút kim tiêm ra khỏi tay của cô, lau sạch máu rồi dán băng gạc. Sau đó mới đổi tay, tiếp tục truyền nước cho cô. Bác sĩ cũng đo lại nhiệt độ trên trán của Hiểu Linh rồi sau đó mới lên tiếng. Cô ấy hết sốt rồi đấy, truyền hết chai nước này là được rồi. Sáng ngày mai có thể xuất viện. Nhớ là ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để nhanh chóng hồi phục sức khỏe nha. Sau khi căn dặn xong xuôi, thì y tá bác sĩ cũng rời khỏi phòng bệnh. Lúc này chỉ còn lại Trình Kiến Minh và Hiểu Linh. Cô vẫn im lặng ngồi trên giường ôm chăn, không nói gì cả, làm cho anh càng ngày càng lo lắng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay đến muốn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đó, thế nhưng sau đó lại trần chừ mà rút tay về. Tôi xin lỗi, em đánh tôi, chửi tôi gì cũng được, chứ đừng im lặng thế này, được không? Lúc đó tôi cũng không hiểu nổi Tại sao bản thân mình lại hành động nông nổi như vậy nữa Hiểu Linh à Tôi Lời nói của anh còn chưa xong Thì đã nhận được cái tựa đầu nhẹ nhàng Từ phía của Hiểu Linh đặt trên vai của mình Em không giận anh Cũng không phải là Không muốn nhìn thấy mặt anh đâu Giọng nói nghẹn ngào vang lên Dù đi đám mây đen mù mịt Dâng kín trong lòng của Trình Kiến Minh Lúc này anh mới dám chạm vào Bàn tay lạnh lẽo kia để truyền hơi ấm sang cho cô. Vậy em đang hoảng sợ điều gì chứ? Có thể nói cho tôi biết được không? Em nhớ bà, em sợ bệnh viện, em sợ căn phòng nồng nặc mùi thuốc này. Em không muốn đối diện với cái nơi khiến cho con người ta trải qua đau đớn, mất mát này. Từng câu từng chữ nghẹn ngào phát ra, kèm theo đó là những giọt nước mắt đắng cay đã tuần xuống ướt đẫm đôi gò má của cô. Những ngón tay thon mềm bấu chặt vào vạt áo của Trình Kiên Minh, bờ vai gầy run lên từng đợt theo tiếng nấc tủi thân. Trình Kiên Minh trở nên lắng động, ánh mắt trầm ổn, lúc này hiện ra sự xót xa. Anh đưa tay vòng qua vai của Hiểu Linh, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng mình. Sợ thì chúng ta không ở đây nữa, tôi sẽ đưa em về nhé. Em ngoan, đừng khóc nữa. Bàn tay ấm áp, khẽ vuốt về bắp tay của cô Trần An dịu dàng dỗ danh hiểu linh. Anh lấy điện thoại ra, rồi ấn số gọi cho thư mạnh quân. Chọn một chiếc xe có nội thất tiện nghi và thoải mái nhất, rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện đi. Anh hai, anh xảy ra chuyện gì sao? Tại sao anh lại ở trong bệnh viện chứ? Thư mạnh quân vừa nghe được hai từ bệnh viện thì tỉnh ngủ ngay lập tức. Em cứ đến đây đi rồi biết, lái xe nhanh một chút nha. Thư Mạnh Quân lúc này đã chạy xuống gara. Anh không thiết nghĩ nhiều mà nhanh chóng chọn chiếc xe giống như yêu cầu của Trình Kiến Minh rồi lái đi. Đối với Trình Kiến Minh, bệnh viện là hai từ không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ. Cho dù là có bệnh đến nằm liệt giường thì anh vẫn cố chấp nằm ở nhà rồi gọi bác sĩ đến khám chứ không bao giờ đặt chân đến bệnh viện. Vậy mà giữa đêm khuya khoát lại gọi Thư Mạnh Quân chạy đến bệnh viện thì chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó không hề nhỏ. Chính vì thế mà Mạnh Quân không thể nào không lo lắng. Trình Kiến Minh cởi áo khoác trên người của mình, choàng cho Hiểu Linh, rồi tháo bình nước xuống đưa cho cô. Trần trừ mãi vài phút, Hiểu Linh mới chịu cầm lấy bình nước, tiếp tục chuyển nước. Đôi môi đỏ hồng đã hơi khổ nứt miếm chặt vì ngại ngùng. Trình Kiến Minh vẫn mang nét mặt nghiêm túc, anh nhanh chóng bế cô rời khỏi phòng bệnh. Vì nhìn thấy cô cứ co do sợ hãi, ngồi ôm chăn, khóc mãi đến sưng cả mắt trong lòng anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh không muốn nhìn thấy cô gái bé nhỏ này phải chịu bất cứ một tổn thương hay là ủy khuất nào cả. Anh muốn che chở, chăm sóc cho cô nàng tiểu bạch thỏ, người thờ trong sáng. Nhưng anh lại không thể nào hiểu được vì sao mình lại như thế và thứ cảm xúc khi ở bên cạnh Hiểu Linh là thế nào. Đó có phải gọi là yêu không đây? Có lẽ anh còn cần thêm thời gian để thật sự hiểu được yêu là gì rồi hiểu linh lúc này giống như chú mèo nhỏ vâng lời ngoan ngoãn nằm trong vòng tay để anh từng bước bế cô đi qua từng dãy hành lang cho đến khi mà vào tận thang máy anh vẫn để cô trên đôi tay cường tráng của mình hay là anh để em xuống đi em tự đi cũng được mà em ngoan nào nằm yên đi không được làm loạn anh sẽ bế em nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của anh hiểu linh liền thu mình trở lại không dám lộn xộn nữa cô ngước mắt ngắm nhìn trình kiến minh thật lâu nên mặt chững chạc uy nghiêm đó mang đến cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối ở bên cạnh anh có lẽ chính là khoảng thời gian bình yên nhất trong suốt những năm vừa qua đối với cô cô biết trái tim của mình đã bị người đàn ông này đánh cắp từ lâu rồi nhưng đối với cô chỉ cần được nhìn thấy anh thế này thôi là đã quá đủ quá hạnh phúc rồi một người con gái tầm thường như cô thì làm sao mà với tới được một người ở địa vị cao quý giống như anh chứ có lẽ anh đối xử tốt với cô cũng chỉ vì đền ơn cứu mạng năm xưa. Chứ một người như anh làm sao có thể để ý đến cô gái ngốc nghếch như mình đây. Bởi vì cảm thấy mình quá may mắn mà cô bất giác mỉm cười. Tuy không nhìn trực tiếp nhưng chỉ cần lướt mắt một cái anh có thể nhận ra biểu cảm đang cười của cô. Sao thế? Em cười chuyện gì? Bị ý bắt bài, Hiểu Linh liền ngại ngùng đến đỏ mặt cô rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú gợi cảm rồi mới ngượng ngùng trả lời em đang nghĩ tới người đàn ông tài giỏi còn đẹp trai như anh chắc là có nhiều người thích lắm đây vậy em có thích tôi không hiểu linh trượt trở nên cứng nhắc không biết phải trả lời anh như thế nào nữa nếu nói rằng cô cũng rất thích anh thì anh có ghét bỏ cô không cô còn có thể gặp được anh nữa không đây không được không được cô không thể nào thừa nhận được cứ như bây giờ thì sẽ tốt hơn Mà người đi cùng em lúc sáng Anh có biết không Anh ấy cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn đấy Còn điều gì khả quan hơn Là lảng sang chuyện khác Trong giờ phút này cơ chứ Cơ thể của cô lúc này đã hồi hộp đến mức căng cứng Trong lòng chỉ biết thầm cầu khẩn rằng Chủ đề này có thể thu hút được anh Mà quên đi câu hỏi vừa rồi Tôi không biết Và cũng không muốn biết Nhắc đến chuyện đó, tâm tình của anh không mấy vui vẻ. Anh không muốn cô đến gần ai, đặc biệt là người khác giới. Phải khó khăn lắm, anh mới có thể quên đi chuyện đó. Vậy mà cô gái ngốc nghếch này lại còn cả gan nhắc tới. Chắc là chê anh trừng phạt, chưa đủ mạnh đây mà. Hàn khí lúc này đã bùa về lấy thân hình cao lớn của Trình Kiến Minh. Đi đến phòng bảo vệ, Trình Kiến Minh chậm chậm bước lại, liếc đôi mắt lạnh lẽo như băng, nhìn vào trong, thấy hai người bảo vệ đã ngủ rồi anh mới bế hiểu linh đi nhanh ra xe dù gì cũng là trốn viện anh thừa biết nếu như anh đã muốn đưa người đi thì có 100 người bảo vệ cũng không thể nào ngăn cản nhưng tránh được rắc rối thì vẫn tốt hơn anh không muốn phí thời gian cho những chuyện vô bổ thư mạnh quân đang đứng bên ngoài trong lòng sốt ruột đến đứng ngồi không yên cho đến khi nhìn thấy trình kiến minh khỏe mạnh đi ra thì anh mới thở vào nhẹ nhõm chưa đầy ba giây sau khuôn mặt điển trai đã đần cả ra Hằng lúc mày rậm rạp nhíu chặt khi mà nhìn thấy trên tay của Trình Kiến Minh đang bế một cô gái. Hơn 3 năm qua, anh chưa từng nhìn thấy Trình Kiến Minh đến gần bất cứ một người phụ nữ nào cả. Vậy mà lúc này đây còn ôm luôn vào trong lòng, thì đúng là quá khó tin rồi. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì chứ? Mau mở cửa xe đi. Giọng nói của Trình Kiến Minh vang lên, đã lùi thử mạnh quân ra khỏi ngỡ ngàng. Sau đó, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu đang ngủ say trong lòng của Trình Kiến Minh, hai mắt Thư Mạnh Quân đã sáng trừng lên như đèn pha. Là... là chị dâu sao ạ? Em im miệng đi, cô ấy đang ngủ đấy, mau lên xe đi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Thư Mạnh Quân mới nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, xin chỉ thị từ Trình Kiến Minh. Bây giờ anh muốn đi đâu ạ? Trình Kiến Minh nắm bàn tay đang gắn kim tiêm của Hiểu Linh nhẹ nhàng rút chiếc kim ra, sau đó đặt tay của cô lên đùi của mình, suy nghĩ vài giây rồi mới trầm giọng mà nói. "Về nhà anh đi." Vẫn là căn phòng có gam màu trầm ấm, vẫn là chiếc xem cửa màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng tung bay trong gió sớm ban mai. Nhưng lần này, thức giấc sau một đêm dài, Hiểu Linh không còn ngỡ ngàng giống như hai lần trước, mà thay vào đó là nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm. Hôm nay cô mới có thời gian để ngắm nhìn thật kỹ không gian trong căn phòng này. Gam màu trắng kem tạo cho người sở hữu cảm giác thoải mái dễ chịu, không bị gò bó. Phía sau lớp rèm là ban công rộng rãi, còn thấp thoáng một bộ bàn ghế và vài chậu hoa. Cô có cảm giác căn phòng này cứ như là dành riêng cho mình. Cơ thể mảnh mai cố gắng ngồi dậy. Cô vẫn còn cảm thấy khá uể oải sau cơn sốt tối qua. Nhưng mà một chút mệt mỏi này đối với cô có là vấn đề gì lớn lao đâu cơ chứ? Vén chăn ngồi dậy, cô sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi xuống giường. Hôm nay, cô không vội vàng rời đi như lần trước mà có thể thong thả từ từ vệ sinh cá nhân thật triển trô trước khi mà đến tập đoàn. Bởi vì cô biết rằng thời gian này vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa lên cao, nắng ấm còn chưa hong khô những giọt xương đọng trên lá xanh. Trình kiến mình từ bên ngoài đi vào đúng lúc nghe được tiếng hát năm nào, khiến cho mình bật cười. Cô đang ở trong phòng tắm, vừa vệ sinh cá nhân, vừa hát. Bỗng nhiên chuyển tới tiếng hét thất thanh ở trong phòng tắm, khiến cho đôi mày kiếm của anh gắt gao cau chặt. Trình Kiến Minh vội vã mở cửa chạy vào trong, thì một lần nữa tiếng hét đó còn vang lên, trói tai hơn. Tại sao... tại sao anh lại vào đây chứ? Đập vào mắt của anh là cơ thể trắng trẻo, nõn nà, chỉ cuốn hờ trên người chiếc khăn tắm, che đi những chỗ nhạy cảm nhất trên người. Tình huống quá bất ngờ khiến cho Trình Kiến Minh nhất thời bối rối. Anh vừa định xoay lưng rời đi, thì lúc này một chú rán nhỏ xinh xinh lần nữa làm cho Hiểu Linh phải hoảng sợ. Thấy nó bò về phía của mình, cô sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng nhảy vọt lên lưng của Trình Kiến Minh. rán nó lại tới nữa rồi. Tôi sợ quá. Đôi chân thon dài, siết chặt vào vòng eo săn chắc, có hẳn sáu muối trên đường cơ bụng của anh. Trình Kiến Minh lúc này đã đơ người ra toàn tập. Sự bất ngờ va chạm lần này khiến cho cơ thể của anh đã có phản ứng rồi. Phải cố gắng lắm, anh mới có thể giữ được lý trí trong sáng của mình để không bị chút cám dỗ nhất thời, trỗi dậy thú tính trong cơ thể. Anh đưa bàn tay thon dài đặt trên lồng ngực của mình để cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng lên tiếng. Em có thể xuống trước rồi từ từ nói chuyện được không đáp trả anh là cái lắc đầu vô cùng mạnh từ cô nàng tiểu bạch thỏ anh có thể đuổi nó đi trước được không em sợ quá trình kiến minh đành thở dài trong muôn vàn bất lực anh nhanh chóng tóm gọn con rán kia rồi ném vào trong bồn cầu để là nước mạnh mẽ cuốn nó trôi đi nó bị tôi tiêu diệt rồi đấy em không cần phải sợ hãi bây giờ có thể xuống được rồi chứ Hiểu Linh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô hé mắt ra, nhìn xung quanh sàn nhà. Sau khi mà xác định được chắc chắn không còn con rán nào nữa, thì lúc này mới chịu rời khỏi người anh. Cô vừa tuột xuống thì cũng là lúc mà chiếc khăn tắm được cuốn tạm trên người cũng rơi xuống theo. Trở chiều thay, đúng lúc này thì Trình Kiến Minh cũng quay lại, định nói gì đó với cô. Và rồi cảnh xuân đã hiện ra trước mắt. Anh, anh cút ra ngoài cho em trong tập đoàn kiểu long hôm nay xếp lớn của chúng ta lại đến đấy không biết là có chuyện gì quan trọng không mà cô biết tin gì chưa đợt tuyển chọn siêu mẫu mới diễn ra trong tháng tư này bị hủy rồi nghe nói đích thân chủ tịch đã chọn được người ưng ý rồi đấy nhưng mà tôi có thấy công ty chúng ta có người mới nào đâu chuyện này thì chịu thôi một giọng nói cao cao ngạo ngạo đột nhiên vang lên từ sau lưng khiến cho hai nữ nhân viên giật bắn cả người mấy cô không sợ mất việc hay sao mà còn đứng đây buôn chuyện chứ hai cô gái vội vàng quay lại chào tô mặc rồi nhanh chân rời khỏi hành lang chị tô mặc lời bọn họ nói có tin được không gần đây em cũng nghe rất nhiều người nói về việc đã chọn được gương mặt mới cho tập đoàn chúng ta rồi nhưng là người nào thì vẫn chưa tiết lộ ra. Triệu khiết khoanh tay trước ngực, đôi mày lá liễu, khẽ nhíu lại, kèm theo đó là nét mặt lo âu nhìn sang tô mặc. Hai người đều cùng một thời vào kiểu long, gắn bó với nhau hơn ba năm, đều rất nổi tiếng. Triệu khiết đời từ không được tốt, thế nên chỉ nổi tiếng được một khoảng thời gian rồi dần dần bị lãng quên. Còn tô mặc là cô gái thông minh, nhạy bén, có tài năng, nên trong kiểu long bây giờ cô vẫn là một ngôi sao sáng giá nhất. Nhưng Phạm là người của công chúng, nếu như không biết biến đổi bản thân, học hỏi thêm nhiều thứ, thì cho dù có là ngọc sáng, lâu ngày cũng sẽ bị lu mờ trước một viên ngọc sáng hơn mà thôi. Tin đồn kiểu lòng đã chọn được gương mặt mới, đã khiến cho tô mặc không thể nào không lo lắng, bất an. Chị tô mặc, chị có nghe thấy em nói gì không đấy? Sao mà chị thất thần thế? Triệu Khiết khẽ lay lay cánh tay của tô mặc Lôi cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu Đôi mắt đầu sắc sảo hằn lên những tia thâm sâu khó đoán Tô mặc nhìn chịu Khiết rồi miễn cưỡng mỉm cười Sau đó mới trầm giọng mà nói Vậy thì cứ chờ đi Chị cũng muốn xem cô gái đó đặc biệt thế nào Trình kiến mình đang ở trong phòng làm việc Anh đã ngồi trước màn hình laptop hơn 2 tiếng rồi nhưng mà thứ hiện diện trong tâm trí của anh là vóc dáng không mảnh vải che thân của Hiểu Linh lúc sáng nay. Cho dù đã rất nhiều lần anh cố gắng quên đi, nhưng vẫn không thể nào xóa được mảnh ký ức đó ra khỏi đầu óc của mình. Bình thường, một bản hợp đồng hay là kế hoạch trong tập đoàn, anh chỉ mất 30 phút để xem xét, đưa ra kết luận. Vậy mà hôm nay, anh ngồi đây xem bản dự án mới, đã 2 tiếng rồi, mà vẫn chưa biết bên trong đó rốt cuộc là có cái gì. Cuối cùng thì anh chỉ biết bất lực, ngã lưng ra sau ghế. dường đôi mắt trầm ổn nhìn lên trần nhà, anh hy vọng rằng có thể quên đi cô nàng tiểu bạch thỏ kia. Thư Mạnh Quân lúc này từ bên ngoài đi vào, bởi vì được trình kiến mình tin tưởng và xem như một người anh em tốt. Anh được miện hết những nghi lễ, cấp dưới đối với cấp trên, kể cả là việc gõ cửa trước khi vào. Nhìn nét mặt tập trung của Trình Kiến Minh khiến cho Thư Mạnh Quân bật cười thành tiếng không biết ai có bản lĩnh khiến cho trình kiến minh một tổng tài cao cao tại thượng đột nhiên lại biến thành một anh chàng tiểu bạch kiểm ngồi mơ mộng đến mức thất thần thế này chứ lời nói châm biếm của thừa mạnh quân vừa thoát ra thì cũng là lúc mà bầu không khí trong căn phòng rồi xuống âm độ xe em đùa tí thôi em mới chính là tiểu bạch kiểm không phải trình kiến minh một tổng tài siêu cấp đẹp trai như anh đâu anh đang yêu mà Thế nên nhớ chị dâu đến mức mất tập trung thế này cũng là điều dễ hiểu thôi, đúng không? Trong trường hợp này, Trình Kiến mình chính là quân tử rồi. Mà quân tử thì không chấp nhận tiểu nhân. Anh thợ ở bỏ qua mọi lời nói nhảm nhí của thưa Mạnh Quân, rồi khỏi bàn làm việc, rồi đi đến ngồi đối diện với Mạnh Quân. Mọi chuyện thế nào rồi? Đã điều tra ra được cô gái đó là ai chưa? Em điều tra rất kỹ rồi, nhưng mà vẫn không nhìn rõ mặt của cô ta, đoạn video em lấy được lại quay từ phía sau thế nên chỉ nhìn thấy rõ bóng lưng ngoài ra thì trong phòng tập ở đó không có thêm camera nào nên tạm thời vẫn chưa thể nào điều tra ra được là ai đã đẩy chị dâu xuống hồ nhưng mà em nghĩ chắc là một trong số những siêu sao nào đó ở trong trình thị rồi chị dâu xuất hiện làm ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ thế nên chuyện đố kỵ lẫn nhau dẫn đến mưu mô hãm hại nhằm mục đích đẩy chị dâu ra khỏi trình thị là điều không thể nào tránh khỏi nghe xong thì sắc mặt của trình kiến minh lại càng thêm lạnh lẽo nhìn thấy người phụ nữ trong lòng mình bị ức hiếp thế nhưng không thể nào làm gì cảm giác này có gì khó chịu hơn cơ chứ thế thì tiếp tục điều tra đến khi nào tìm được thì thôi còn những người mà em đưa vào trình thị thế nào rồi có tin tức gì chưa họ có báo cáo về lịch làm việc của chị dâu rồi ạ cụ thể là hôm nay chị ấy sẽ thử làm quen trước ống kính sau đó thì tập quay quảng cáo sản phẩm. Nếu hoàn thành tốt thì ngày mai sẽ chụp ảnh, chuẩn bị ra mắt công chúng. Ngày mốt thì gặp khách hàng bên tập đoàn Mark, ký hợp đồng quảng cáo một năm. Em còn vừa nhận được một tin mật vô cùng quan trọng nữa. Nói đi, là tin gì? Việc tuyển chọn gương mặt mới của Trình Thị lần này, tập đoàn Mark là chủ đầu tư. Người được chọn là ứng cử viên xuất sắc nhất, sẽ được ký hợp đồng làm việc độc quyền quảng bá cho sản phẩm của Mark. Nhưng mà điều đáng nói ở đây, người được chủ tịch của tập đoàn Mark để mắt tới lại chính là chị dâu. Họ đưa ra con số không hề nhỏ, chỉ để yêu cầu giữ chị dâu lại thôi. Trình Kiến Minh rơi vào trong trầm lặng, đôi mắt khẽ híp lại sắc bén như đang toan tính chuyện gì đó. Điều tra luôn tên chủ tịch của Mark đi. Anh muốn có được câu trả lời sớm nhất trong khán phòng rộng lớn cả một ekip đã có mặt đầy đủ để mà chuẩn bị cho buổi đào tạo hôm nay của hiểu linh máy quay sản phẩm đèn ánh sáng mọi thứ đều được hoàn tất chỉ còn chờ hiểu linh nữa là có thể sẵn sàng bắt đầu ngay rồi nhưng phía hiểu linh thì lại chẳng mấy khả quan khi mà chỉ có một đoạn thoại rất ngắn thôi cô đọc đi đọc lại mà vẫn không thể nào ghi nhớ cô mệt mỏi đưa tay lên nhẹ nhàng dây chán bởi vì từ lúc đến công ty đầu của cô đau âm ỉ, có lẽ là vì cơ thể của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù cầm vừa nói gì đó với đạo diễn xong, thì quay sang thấy sắc mặt của hiểu linh không được tốt, vội vàng đi tới. Em sao thế? Không khỏe à, hiểu linh? Dạ không sao đâu, em vẫn ổn mà. Em thuộc hết rồi chứ? Dạ vâng, em thuộc rồi. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất ạ. À? Cô mỉm cười giao kịch bản cho dù cầm rồi đi đến vị trí sản phẩm chuẩn bị quay một hai ba diễn tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên máy đã bấm chế độ thu hình hiểu linh từ sau bức màn đỏ bước ra trên tay là lọ nước hoa cô đi từng bước kết quốc, uyển chuyển đến gần với máy quay từ thần thái cử chỉ ánh mắt đều vô cùng hoàn hảo đôi mắt sắc sảo quyến rũ khiến cho ai cũng phải chìm đắm sau đó thì lời thoại trong kịch bản được cô nói ra một cách suôn sẻ mà đến chính cả bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ. Vừa rồi cô cố gắng ghi nhớ lại hết những gì có thể rồi nhét vào trong đầu. Nhưng không ngờ rằng chính sự tự tin đã giúp cho cô vượt qua tất cả. Đạo diễn phấn khởi hồ cắt kèm theo đó là nụ cười vô cùng hài lòng giúp cho Hiểu Linh phần nào thoải mái tâm tình. Cô nhanh chóng đi về phía của đạo diễn xem lại thư phim mình vừa quay xong cùng với Du Cẩm. Em đúng là sinh ra để làm nghệ thuật rồi Mới quay lần đầu tiên thôi Đã thành công thế này rồi Tại sao một thiên tài như em Lại không xuất hiện sớm hơn cơ chứ Dù cầm sau khi xem xong đoạn phim Thì không thể nào kiềm chế được sự phấn khích Lộ rõ sự vui mừng Điều mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện Trong phong thái làm việc của du cầm Dù cầm vui thì cũng đúng thôi Nếu như Hiểu Linh thật sự có tài năng Thì sau khi cô nổi tiếng công việc của du cầm cũng sẽ thăng tiến không ít. Đại ngộ dành cho quản lý trong trình thị, nếu thành công đưa người mới trở thành minh tinh thì không hề ít. Thế nên nhận được người có tố chất nghệ sĩ giống như Hiểu Linh, khác nào du cầm đang cầm bảo vật trong tay cơ chứ. Chắc tại vì em may mắn thôi, em cũng không ngờ mới chỉ quen một lần đã hoàn thành tốt như thế này. Được rồi, sao cũng được, miễn là hoàn thành tốt là được rồi. Bây giờ em về nghỉ ngơi đi, 2 giờ chiều chúng ta sẽ chụp ảnh ra mắt công chúng nha. Theo lịch trình là ngày mai, nhưng hôm nay còn dư thời gian thì làm nốt luôn cho xong, để em còn sớm trình diện với khán giả chứ. Dạ vâng, vậy thì chiều nay em sẽ đến sớm. Dù cầm vũ vũ vai của Hiểu Linh, cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục xem lại đoạn phim với đạo diễn. Hiểu Linh nhanh chóng rồi đi, lúc đi ngang qua hậu trường thì từ trên cao một chiếc đèn led bất ngờ rơi xuống một giọng nói nam tính vang lên từ phía sau lưng nhắc nhở Hiểu Linh. Cẩn thận! Sau đó thì người đàn ông cũng vội vàng chạy về phía của cô. Một tiếng động lớn vang lên thu hút tất cả mọi người xung quanh, nhanh chóng đi đến vây quanh Hiểu Linh và người thanh niên vừa lao tới cứu cô một mạng. Cô quay lại nhìn người đàn ông trượng nghĩa vừa lấy thắt mình che chắn cho cô khỏi nguy hiểm. Đôi mắt sáng long lanh như biết cười, giờ đây đã đỏ hoe, ngấn lệ Nhìn người đàn ông đầu chảy máu đang đứng trước mặt của mình. "Mạc Thiên, anh anh chảy máu nhiều quá rồi này." Đáp lại sự lo lắng của cô là nụ cười ấm áp của Mạc Thiên. Anh không mảy may để ý đến vết máu từ trên đầu của mình chảy xuống. "Em không bị thương chứ?" "Em không sao, nhưng anh bị thương đến chảy máu đầm đìa rồi kìa. Mọi người, có ai có dụng cụ cứu thương không?" Tôi gọi xe cấp cứu rồi Chủ tịch anh cố gắng chịu đựng một chút nha Trả lời câu hỏi của Hiểu Linh Là trợ lý của Mạc Thiên Mạc Thiên mỉm cười an lòng Định nói với cô rằng mình không sao Đừng quá lo lắng Nhưng đầu óc của anh đã bắt đầu quay cuồng Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ Anh khụy xuống rồi bất tỉnh Mạc Thiên Mạc Thiên Trong một căn phòng VIP của khách sạn Cả một bầu không khí toàn là mùi rượu, mùi thuốc lá, lan tỏa ra nồng nặc, thế nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến cuộc vui ân ái của hai con người trên chiếc giường lớn kia. Trình Thế Vĩ đang mải mê ăn sạch cô gái trong lòng mình. Sau hai tiếng vận động mệt mỏi thì cuộc vui mới chính thức dừng lại. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của hắn ta vang lên. Trình Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Tại tập đoàn Cửu Long, Trình Kiến Minh và Thư Mạnh Quân đang ngồi bàn bạc bàn thảo dự án mới. Thì điện thoại của Thư Mạnh Quân cũng vang lên chuông báo. Nhận ra người gọi đến là nữ nhân viên, mình đưa vào trong trình thị, anh nhanh chóng bắt máy, mở luôn loa ngoài để cho Trình Kiến Minh nghe. Tổ Na, có chuyện gì thế? Xếp quân ơi, có chuyện quan trọng vừa xảy ra. Nói nhanh lên. Cô gái kia nhanh chóng báo cáo chuyện chiếc đèn led rồi trúng vào người của Hiểu Linh. Thư Mạnh Quân tắt điện thoại rồi nhìn qua Trình Kiến Minh. Trông nét mặt của anh đã trở về vẻ điềm tĩnh thì cậu mới rẻ rặt lên tiếng. Anh hai, chúng ta có cần đến đó một chuyến không? Cô ấy có người khác bảo vệ an toàn rồi thì còn đến đó để làm gì chứ? Vậy em ra ngoài làm việc đây. Anh cần gì thì cứ gọi em nha, em sẽ lên ngay. Bỏ lại một câu với thái độ vô cùng kiêng rẻ dành cho Trình Kiến Minh. Mạnh Quân nhanh chân mang theo bản thảo rời đi. Cửa phòng vừa khép lại, chưa đến 5 phút sau lại được mở ra. Và người tiếp theo rời đi không ai khác chính là Trình Kiến Minh. Lần đầu tiên anh thấm được cái câu nói một đằng là một nẻo là thế nào. Rõ ràng nói rằng không đi, không quan tâm, nhưng mà chưa qua bao lâu đã vội vã đi tìm cô rồi. Trước cánh cửa màu trắng xóa, không một ai muốn đặt chân vào bởi vì bên trên là hai chữ cấp cứu rất to có màu đỏ như máu hiểu linh vẫn còn mặc trên người nguyên chiếc đầm dạ hội xẻ tà lúc quay quảng cáo trước phòng cấp cứu cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào nhau khuôn mặt mỹ miều trong giây phút này cứ như là bị rút hết thần sắc rồi trợ lý lâm thấy hiểu linh cứ đi tới đi lui cũng không phải là cách ngược lại còn hại cho cơ thể của mình mệt mỏi nên lên tiếng khuyên giải và trần an Chủ tịch sẽ không sao đâu Cô đừng quá căng thẳng như vậy Cô qua đây ngồi xuống đi Chứ cô mang giày cao gót thế kia Mà cứ đi tới đi lui Không tốt đâu Cô là người mẫu Thì nên yêu quý bàn chân của mình chứ Ông chủ của anh đang cấp cứu trong kia Mà anh có thể bình thản ngồi đây Để tâm tới tôi như vậy sao Lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì Thì biết phải làm sao đây Rõ ràng là trợ lý lâm có ý tốt Đột nhiên biến thành kẻ vô tâm không biết lo lắng cho ông chủ của mình. Anh chỉ đành cầm nến cho qua chuyện, bởi vì anh biết người phụ nữ này không nên động vào, càng không nên tiếp xúc quá nhiều, nếu không thì chủ tịch của anh sẽ không để yên cho anh đâu. Tiếng mở cửa vang lên, Hiểu Linh quay lại nhìn bác sĩ và y tá vừa bước ra. Vết thương của mặc thiếu da không có gì quá đáng ngại, chỉ là bị rách một mảng da hơi to trên đầu. Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi hợp lý, rồi vết thương sẽ nhanh chóng lành lại thôi mọc thiên cũng đi ra cùng anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi bắt tay bác sĩ chào tạm biệt sau đó mới nhìn qua hiểu linh khẽ còng môi mỉm cười anh đưa tay xoa xoa đầu của cô như đang dỗ dành đứa trẻ bị dọa cho một phen kinh sợ anh không sao rồi em đừng lo nữa nhé lúc nãy anh chảy nhiều máu như vậy cơ mà lại còn ngất xỉu nữa anh vì em mà bị thương làm sao mà em có thể không lo lắng được đây Cũng may mà anh không sao đấy Nếu không thì em sẽ tự trách mình đến suốt đời mất Ngốc lắm Thấy em gặp nguy hiểm như vậy Làm sao mà anh có thể đứng yên được đây Mà em đã khỏe chưa Đã đến công ty rồi Em khỏe rồi Tại sao anh lại đến trình thị làm gì Còn xuất hiện kịp thời để cứu em nữa Sáng nay anh có ghé qua nhà em Thấy không có ai cả Thế nên đến thẳng công ty tìm em luôn Không ngờ gặp em trong hoàn cảnh như vậy Còn phiền em lo lắng thế này nữa Điện thoại của em chắc là hết pin Từ sáng đến giờ em không có thời gian cầm đến điện thoại Mà anh đừng nói như vậy Em còn phải cảm ơn anh không hết lời Nếu như không có anh Chắc bây giờ em đang nằm trong bệnh viện Với thương tích đầy người rồi Cả hai người đã đi ra đến khuôn viên của bệnh viện Nghe Hiểu Linh nói xong Mạc Thiên đột nhiên dừng bước Anh quay sang nhìn cô Ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô Sau đó mới khẽ nói Vậy em có thể đi ăn cùng anh Coi như là thay lời cảm ơn được không Đã ba lần anh không được tọa nguyện rồi đấy Em xem Lần này có thể tọa nguyện cho anh được không Nhìn nét mặt căng thẳng Mong chờ của Mạc Thiên Khiến cho cô bật cười Cô nhanh chóng gật đầu Vô cùng chắc nịch rồi nói Tối nay xong việc em sẽ đi ăn cùng anh Nhưng mà anh phải để em mời đấy Em hứa nha Không được nuốt lời đâu đấy Hiểu Linh nghiêng đầu mỉm cười giơ ngón út lên Rồi móc ngoéo với anh Sau đó hai người cùng nhau vui vẻ đi ra bên ngoài Suốt buổi trò chuyện đó Họ không nhận ra rằng Đâu đó từ phía sau Có một ánh mắt sắc bén Vẫn luồn luồn dõi theo Nhìn thấy một nam một nữ cười cười nói nói Thần thiết Khiến cho hụ dấm trong lòng của Trình Kiến Minh sắp nổ tung rồi, nhưng anh chỉ biết nắm tay Thành Quyền rồi lặng lẽ rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo